Đây là đường Y Rút ở buôn E Dông 2, xã E Dông, huyện Krông Pak. Vài năm trở lại đây, tuyến đường này đã xuống cấp trầm trọng. Những ngày trời nắng thì đất đá bong chóc, bụi bay mù mịt. Khi trời mưa, nhiều đoạn mặt đường bị trũng xuống, đọng nước biến thành những cái ao lớn nhỏ gây trở ngại cho người dân khi tham gia giao thông, cũng như việc vận chuyển nông sản, trao đổi hàng hóa tại địa phương bị ảnh hưởng. Từ 2-3 năm nay là đường cứ đi như vậy thôi. Không có thể nào sửa không thành công. Đổ đá này kia mà cái cứ hứa là 1-2 tháng sau làm tiếp mà chẳng thấy. Rồi đi làm cái này cái kia là đường đi rất là khó. Với lại nó có cái hố như thế này, có người xuống té. Để an toàn cho việc tham gia giao thông, người dân nơi đây đã nhiều lần tự đổ xà bần hoặc mua xi măng về chám. Nhưng chỉ được vài ngày, mặt đường lại bong chóc, nham nhở. Hiện nay bà con nơi đây rất mong cơ quan chức năng quan tâm, sửa chữa để người dân không còn lo lắng, bất an mỗi khi lưu thông qua đây. Nó rất là khó khăn cho cái việc di chuyển hiện tại bây giờ. Dạ. Với lại đường này nó cũng lâu năm rồi mà mình chưa thấy là cái xử lý hay là sửa chữa như thế nào đó. Chính quyền nên là quan tâm đầu tư sửa chữa lại con đường cho nó hoàn thiện hơn một chút.